Alo, cả nhà các anh nghe được không ạ? Alo. Alo, xin chào quý vị. Có ai đang xem chương trình livestream của Tranh Gỗ Bùi Giang không ạ? Nếu có thì xin hãy lên một tiếng để chúng tôi có thể được chia sẻ cùng với quý vị. Xin xin chào Hương. Hương nay nghỉ dạy. Xin chào quý vị. Quý vị đang có mặt tại xưởng tranh gỗ Bùi Gia. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị về một bức tranh rất độc đáo. Chắc hẳn nhiều người cũng đã nhìn thấy nghệ sĩ cũng như là các người nổi tiếng, những người nổi tiếng livestream rất nhiều. Thế nhưng có lẽ là những người thợ mộc và livestream thì chắc có lẽ là chỉ có tranh gỗ Bùi Gia là lần đầu tiên. Đặc biệt lại là những bức tranh có một ý nghĩa rất hay. Xin chào bác Hòa, như là bác Hòa này có nhìn thấy ở đâu đấy rồi. Xin chào bác. Xưởng tranh gỗ Bùi Gia thì có tại đặt tại xóm Ngánh, thôn Ngọc Than, xã Hồng Mỹ, huyện Quốc Oai. Do hai anh em tôi là Bùi Trọng Lăng và Bùi Trọng Quân thành lập cũng như là các anh em cùng làm việc. Trong các cái thời gian chúng tôi làm việc thì cũng nhận được nhiều những cái phản hồi cũng như là những cái cảm nhận của khách hàng về các tác phẩm của bên tôi. Thì trong đấy có các cái thông tin ví dụ như là hỏi về nguồn gốc của bức tranh, ý nghĩa của bức tranh, và sau đó là các cái ứng dụng ở trong cái bức tranh thì với cuộc sống ra làm sao để đáp ứng lại cái yêu cầu cũng như là mong muốn của quý khách. Thì sau một thời gian dài chúng tôi tìm hiểu cũng như là tham khảo ý kiến của những người đi trước, thì hôm nay chúng tôi rất là vui mừng được chia sẻ với quý vị một cái tích tranh có tên đấy là tích tranh Phúc Lộc Thọ. Tranh Phúc Lộc Thọ và cũng như là những cái tượng Phúc Lộc Thọ thì chắc hẳn là rất nhiều người đã từng nghe và đã từng chơi. Thế nhưng mà tại sao lại là ông Phúc, ông Lộc, ông Thọ, và ý nghĩa của các ông cũng như là nguồn gốc tạo nên thành một cái tích tranh như thế thì đến từ đâu, ứng dụng trong cuộc sống ra làm sao thì có lẽ là cũng chưa nhiều người biết, bởi vì tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi là như thế. Thế thành ra là hôm nay tôi cũng mạn phép là cùng đàm đạo và chia sẻ với tất cả chúng ta. Tất nhiên là thông tin này cũng mang cái tính chất tham khảo chứ không phải là do chúng tôi tự nghĩ cũng như là tự viết ra. Thành ra là cũng có thể là những cái ý kiến của nhiều người thì có thể trùng lặp hay không trùng lặp, nhưng mà tôi chỉ mong muốn đó là một cái thông tin để chúng ta cùng tham khảo. Xoay quanh thêm một chút để chúng ta nhìn thấy cái không khí làm việc tại xưởng tranh gỗ Bùi Gia. Kia là anh Lăng. Bên cạnh đằng sau tôi đây là cậu Thịnh. Cậu Thịnh là một trong những người thợ trẻ gắn bó với tranh gỗ Bùi Gia từ ngày tranh gỗ Bùi Gia mới thành lập. Một trong những người thợ cứng nhất, khéo nhất của tranh gỗ Bùi Gia. Và tôi. Cái bức tranh Tam Đa hay còn gọi là Phúc Lộc Thọ thì như quý vị nhìn thấy mẫu ở đây ạ. Đây là cái mẫu chúng tôi vẽ ra bằng giấy. Trước khi mà làm lên trên gỗ thì chúng tôi phải vẽ ra giấy trước để khách hàng cảm nhận về cái mẫu có phù hợp hay không, có thích hay không. Rồi sau đó chúng tôi mới xác định là làm lên trên gỗ. Và từ cái mẫu tranh bằng giấy thì quý vị nhìn thấy là chúng tôi dán lên trên gỗ để làm. Sau khi dán lên gỗ xong thì chúng tôi sẽ hạ nền và bắt đầu là đục phá. Rồi sau đó là bắt đầu là đục vào các cái nét. Chia sẻ về cái nguồn gốc chính thì tại sao gọi là Phúc, gọi là Lộc và Thọ, ứng dụng trong cuộc sống. Thì xin phép chia sẻ như sau. Xin chào anh Chỉnh, hay quá. Anh dành thời gian để lên cùng với tranh gỗ Bùi Gia.
Ông Lộc, đầu tiên là ông Phúc. Ông Phúc thì tên thật là Quách Tử Nghi. Ông này thì là thừa tướng đời nhà Đường. Ông này thì có một cái đặc điểm rất hay, đấy là bản thân ông là xuất phát từ một gia đình là Trâm Anh Thế Phiệt, và gia đình là cực kỳ giàu có với ruộng đồng là bát ngát, hàng trăm ngàn mẫu nếu như mà tính ra cái mẫu của Việt Nam như bây giờ. Bản thân ông là một vị quan thừa tướng nhưng mà lại rất thanh niêm, rất là liêm khiết và được lòng nhân dân. Thì hai ông bà Phúc đã sống đến tuổi 83 và đã có đến cháu đại. Thì thông thường quan niệm của người Việt Nam mình, thứ nhất là hai vợ chồng bằng tuổi nhau, thì hai vợ chồng bằng tuổi nằm rỗi cũng ăn, đấy cũng là một cái hạnh phúc rất lớn. Bên cạnh đấy thì hai ông bà lại có đến cháu ngũ đại. Cháu ngũ đại là cháu đời thứ năm, lại là cháu trai. Thì cháu đấy cũng là một trong những cái phúc mà cực kỳ lớn của một trong những cái phúc của một người có thể hưởng được và của gia đình có thể hưởng được. Thì hai ông bà đã sống đến 83 tuổi và có cháu ngũ đại thì cảm thấy là cực kỳ hài lòng với cuộc sống. Và ông Phúc, ông ấy bế cái đứa cháu ngũ đại. Thì ông Phúc bế cái đứa cháu ngũ đại thì quý vị nhìn vào cái bức tranh thì có thể nhìn thấy là ông Phúc bế đứa cháu ngũ đại là ở góc đệm. Quý khách xin vui lòng chờ một chút xíu để chúng tôi quay đến. Đây chính là ông Phúc ạ, bế đứa cháu ngũ đại. Và trong cái tích tranh thì ông Phúc bế đứa cháu ngũ đại là ra sân và ngửa mặt lên trời, có nói rằng đấy là nhờ trời, nhờ ơn tổ tiên mà tôi đã sống được, thứ nhất là hưởng vinh hoa phú quý, thứ hai là lại có cháu ngũ đại để giữ ấm chân nhang thờ tổ tiên ông bà, thì còn gì hạnh phúc được hơn. Và sau đó là ông cười kha 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 một tiếng rất lớn và ông đi về quy tiên cùng với tổ tiên. Thì thông thường quan niệm thì khi mà một người trước khi mà mất đi mà cười được một tiếng như thế thì cực kỳ sảng khoái và cũng là hài lòng với lại là cuộc sống này. Đây chính là ông Lộc mà chúng tôi đang đục đấy, nhưng mà ông Phúc, thế nhưng mà đây là cái lúc mà chúng tôi mới đang đục phá cho nên là chưa có cái ra được cái nét mặt. Thế nhưng mà về nguồn gốc của tranh là như thế. Thì ông ấy đang bế đứa cháu ở đây, trên mẫu thì quý vị đã nhìn thấy ở đằng xa xa kia đúng không ạ. Sau khi mà ông Phúc ông ấy vừa mới mất xong ấy, thì bà vợ của ông Phúc thì mới chạy ra ôm ông Phúc và nói rằng là nhờ ơn trời mà vợ chồng tôi lấy nhau từ xưa đến giờ cũng đã hưởng được đầy đủ vinh hoa phú quý, thế nhưng mà sao ông trời lại lỡ là để chồng tôi đi trước, để một mình tôi sống làm sao. Thì bà ông vừa mới nói xong ấy, thì là ông trời cũng để cho bà quy tiên luôn, để hai ông bà là được sống và được chết cùng với nhau. Thì trong một cái truyền thuyết dân gian để mà nói về việc vợ chồng sống chết có nhau thì đấy cũng là một trong những cái hạnh phúc rất lớn của con người. Đấy, và sau khi ông bà chết thì vợ được các con các cháu và sau đó là những người đời sau thì mới ca tụng đấy là ông bà này là sống như vậy là cực kỳ phúc đức. Xin chào bác Toàn, xin chào cô Chiến Nga Tự Lập. Sau ông Phúc thì là đến ông Lộc. Ông Lộc thì ông tên thật đấy là Đậu Tử Quân. Ông này là thừa tướng đời nhà Tấn. Ông làm thừa tướng đời nhà Tấn thì ông này có một cái đặc điểm rất hay, đấy là ông lại cực kỳ tham lam và ông lại là một người quan có rất nhiều bổng lộc rồi nhưng mà ông vẫn rất là tham, theo cái ý đấy là ông rất là muốn đấy là buôn quan bán chức, ông rất là muốn nhận những cái của đút nót nịnh thần, và sau đó là của cải nhà ông thì có thể là chất cao như núi, không hề thua kém một cái tài sản nào của vua, bởi vì là ông Lộc này ông có rất nhiều tiền. Ông Lộc ở trên tranh thì quý vị nhìn thấy ở trên gỗ thì đây chính là ông Lộc. Thế còn ở trên cái bức tranh mẫu kia thì
anh chị nhìn thấy là ông Lộc là chính là cái ông mà cầm cái gậy Như Ý, đúng không ạ? Đây chính là ông Lộc. Ông Lộc cầm cái gậy Như Ý và có cái vũ quan ở bên trên. Ông Lộc này thì tôi vừa nói đấy là làm thừa tướng nhưng mà lại cực kỳ là tham lam, dưới cái góc độ gọi là vơ vét của những cái người mà nịnh thần mua quan bán chức. Thì ông này có của cải rất nhiều nhưng mà ông ấy lại dở một cái là ông ấy chỉ có con và có cháu, chứ ông ấy lại không có chắt và cũng như là các cái đời về sau. Và ông ấy sống đến năm 82 tuổi thì ông ấy cảm thấy là mình chưa có được chắt để mà nối dõi tông đường cũng như là thờ phụng mọi người, thờ phụng ông bà tổ tiên, thì ông cảm thấy là rất là buồn lòng. Thế sau đấy thì ông ấy đổ bệnh ra mà ông ấy nằm liệt giường. Cái bệnh ngày xưa thì tôi cũng không biết được cái tên, nhưng mà nếu như để gọi theo như cái tên bây giờ hiện đại thì nó nôm na dễ hiểu, đấy giống như là bệnh bại liệt. Và cái bệnh đấy thì là ông ấy nằm đến mức mà thối cả da cả thịt mà các con các cháu không dám đến gần. Sau khi một thời gian đổ bệnh đến mức là thối da thối thịt, ông nằm như thế thì ông trước lúc chết thì ông mới kêu lên một tiếng, đấy là Lộc này thì để cho ai khi mà không có được cháu để mà chắt để mà nối dõi tông đường. Sau đó thì là ông quy tiên. Đấy là về nguồn gốc của ông Lộc. Tiếp theo là ông Thọ. Ông Thọ thì mọi người hay nhìn thấy đấy. Thứ nhất là ông ấy là người có cái trán rất cao, đúng không? Bộ râu rất dài. Và ở Việt Nam mình thì có một cái nhãn sữa, đấy là sữa ông Thọ, đấy là cực kỳ nổi tiếng rồi, đúng không? Trên cái mẫu tranh quý vị nhìn thấy xa xa kia là ông Thọ là cái người mà râu dài, tóc dài và trán rô đấy, đúng không ạ? Đấy chính là ông Thọ. Thì ông Thọ này là tên thật là ông Đông Phương Sóc. Ông này thì là làm thừa tướng đời nhà Hán. Ông này thì cũng là một người rất tài giỏi, nhưng mà ông lại có một cái đặc điểm, đấy là ông nói rằng đã làm quan là phải nhận lộc, và đặc biệt đấy là nhận lộc của vua là sướng nhất trong cuộc đời làm quan. Và chả tội gì mà không lấy lời hay ý đẹp để nói với vua để được nhận lộc cả. Thế cho nên là vua ban thưởng, ban lộc cho ông này là rất là nhiều của cải và vàng bạc châu báu. Thế nhưng có một cái hay, đấy là ông này có bao nhiêu vàng bạc châu báu ấy, thì ông ấy lại dùng tiền để mua gái đẹp. Trong một cái thuyết mà truyền tụng với nhau thì ông ấy, mọi người vẫn hay nói đấy là ông ấy lấy âm để dưỡng dương, bởi vì là phụ nữ là âm mà nam là dương. Thì có thể ví đấy là cung nữ của ông ấy có thể điều được sánh ngang với đại cung nữ của vua. Thì quý vị đủ biết được là tại sao ông ấy lại được truyền tụng đến mức như thế, đúng không ạ? Và tại sao lại gọi ông này là Thọ? Thì ông này ông ấy sống được 102 tuổi, 105 tuổi, xin lỗi quý vị. Ông này sống được 105 tuổi. Thế nhưng mà sau khi mà ông này ông sống được 105 tuổi thì ông ấy đã, con của ông ấy đã chết, cháu của ông ấy đã chết, chắt của ông ấy đã chết. Và đến lúc mà ông ấy chết, lúc 105 tuổi thì có đến đời cháu thứ năm, là thay mặt là cha, ông, cụ, cố để làm ma làm táng cho ông ấy. Thì khi mà một người chết mà không còn đủ những cái người thân cận ở bên cạnh để mà chăm sóc cũng như là mai táng như thế thì đấy cũng là một cái thiệt thòi rất lớn. Và mọi người cũng mới truyền tụng để mà nói với nhau rằng là sống đến mức như thế mà cũng chỉ tìm những cái lời hay ý đẹp để nói với vua để mà hưởng lộc, để mà mua gái, mua đặc biệt là mua gái trinh, thì ở đâu đó cuộc sống đấy cũng không phải là quá là hoàn hảo. Và sau khi mà ông ấy chết xong thì mọi người cũng mới nói đấy là Thọ như thế thì để làm gì, đúng không? Thì chung quy lại của ba từ đấy là Phúc Lộc Thọ là không phải để nói với quý vị đấy là thờ ba ông đấy để mong là được phúc, được lộc và được thọ, mà chúng ta có bày hoặc là trang trí ông, các ba ông này ở trong nhà thì mang cái ý nghĩa đấy là chúng tôi mong cái điều phúc đến với gia đình, chúng tôi làm việc một cách chăm chỉ và cật lực để có được cái may mắn và thành quả của lao động, từ đó lấy cái thành quả lao động đó phụng dưỡng gia đình, bản thân sống và vươn lên.
thì cái tốc độ thọ của từng người là sẽ tùy vào cái mệnh cũng như là cái lúc mà người ta chăm sóc bản thân, chứ không phải là chúng ta bày ba ông này ở nhà thắp hương để cầu là phúc lộc thọ. Là theo như quan điểm và thông tin chúng tôi nhận được cũng như là sưu tập thì thấy là như thế là cũng không hẳn. Cho nên là nếu như mà quý vị mà thờ thì nếu như theo chúng tôi, thông tin chúng tôi cung cấp thì đấy không phải là thờ. Quý vị nên bày chỉ để mang cái tính chất đấy là giáo dục, răn đe cái cốt cách cũng như là những cái suy nghĩ trong tâm tâm của mình, làm những việc mà phúc đức với đời, chứ không phải là chúng ta bày để lúc nào chúng ta cũng cầu xin là mình phải có phúc, có lộc, có thọ, là không phải. Thì trên thị trường thông thường là chúng ta chỉ nhìn thấy là ba ông phúc lộc thọ như bình thường. Thế nhưng mà trong cái mẫu tranh của chúng tôi đang chế tác cho một cái vị khách cực kỳ đặc biệt ở trên Vĩnh Phúc, thì tổng thể bức tranh này chúng tôi vẽ có nhiều những cái chi tiết rất là thú vị. Thứ nhất đấy là có ba ông phúc lộc thọ này. Thứ hai là quý vị nhìn thấy có một bà bế đứa bé. Thì cái bà mà bế đứa bé ở trên gỗ thì đây là bà này. Thì bà này theo thông tin của chúng tôi thì đây chính là vợ của ông Phúc. Vợ ông Phúc là cái ông mà bế cái đứa cháu ngũ đại ở phía dưới đây ạ. Ngay ban đầu chúng tôi đã giới thiệu đây. Còn trên tranh vẽ chúng tôi vẽ ra mẫu thì là bà là người bế đứa bé đây ạ. Đây là hai vợ chồng của ông Phúc. Có một cái tiểu nữ hay là còn gọi đấy là tiểu đồng đấy, dâng vàng bạc với ý nghĩa đấy là cuộc sống được no đủ cũng như là có được những cái may mắn, tài chính được vững vàng trong cuộc sống hiện đại. Sau đó là có con hươu hay là còn gọi là con lộc đấy, thì nó cũng mang cái ý nghĩa đấy là mang lại những cái may mắn và những cái phúc lộc đến cho gia đình. Bên cạnh đấy thì là đứa bé vác quả đào, đúng không ạ? Bé nam thì tượng trưng cho cái việc là có bé nam để giữ ấm chân nhang này. Quả đào thì là tượng trưng cho sức khỏe cũng như là trường thọ, và các cái đứa bé ở dưới cũng như là những cái khung cảnh về vàng bạc châu báu để tượng trưng cho một cái mong muốn rất là chính đáng, đấy là chúng ta cần phải lao động làm giàu một cách chính đáng để có được một cuộc sống như ý. Thì đây chính là cái tích phúc lộc thọ, nguồn gốc và ý nghĩa ứng dụng trong cuộc sống thì nó rất đơn giản. Đấy là chúng ta trưng bày các ông ấy không phải để thờ, mà chúng ta trưng bày là để giáo dục cũng như là răn đe chính mình là nên làm những cái điều phúc trước, rồi sau đó là lộc và thọ sẽ đến sau, chứ không phải là chúng ta thờ các ông ấy để mong các ông ấy đến và phù hộ cho mình, là theo quan điểm chúng tôi là không phải, đúng không ạ? Cảm ơn các bác, cảm ơn các bác đã like và chia sẻ rất nhiều. Chúng tôi rất mong muốn là nhận được những cái ý kiến cũng như là những cái phản hồi của quý vị. Ví dụ như anh Nam Nguyễn này là cũng đã từ lâu là đã kết bạn với chúng tôi rồi này. Bác sao cũng được. Ông thọ sao lại có sữa này? Bởi vì đấy là vừa nãy tôi nói đấy là Việt Nam mình lấy một cái tên ông thọ là để làm cho cái nhãn sữa, chứ không phải là ông thọ chúng tôi đục ra là có sữa, không phải. Cảm ơn bác Bùi Nhân Ái. Bác Bùi Nhân Ái em nói là bình thường thôi ạ, thông tin cũng mang tính chất tham khảo. Xin chào người bạn từ Hàn Quốc, Cocorio, đang trốn làm hay sao mà để xem livestream của Bùi Gia này. Có nhìn thấy tranh đục không? Xin chào cô Ngọc ạ. Chào cô Ngọc về với xưởng tranh gỗ Bùi Gia. Em vừa thuyết trình xong cái bài chia sẻ nhưng mà hình như là cô lên hơi muộn ạ. Lát cô xem lại để tham khảo thêm thông tin của gia đình ạ. Có anh Dương Tuấn này, Dương Tuấn Phương này là cũng là kết bạn từ lâu rồi ạ. Cảm ơn anh ạ. Bác Nguyễn Hữu Phẩm vẽ đẹp đục tài, cảm ơn bác, cũng là cố gắng nhất có thể ạ, chưa phải là đẹp nhất đâu ạ, gọi là đẹp trong khả năng thôi ạ.
bác Ngũ Trọng Hòa. Vâng, cảm ơn bác ạ. Cũng là cái thời gian mà em phải sưu tập các cái thông tin cũng như là sưu tập lại mẫu, và sau đó là mới vẽ được ra cái mẫu như này. Thông tin em nói lại là chỉ mang tính chất tham khảo, nên là cảm ơn bác đã ủng hộ ạ. Vâng, em cảm ơn cô Ngọc ạ. Cảm ơn cô đã chúc chúng em làm ăn phát đạt. Cảm ơn cô. Cái thông tin về cái bức Tam Đa Phúc Lộc Thọ thì cô nát cô xem lại đấy ạ. Em nghĩ là thông tin đấy cũng rất bổ ích ấy, để cô có chơi thêm hoặc là nhà mình có trưng bày thì để biết được ý nghĩa của nó sâu xa thì là sẽ có một cái nhìn nhận nó chính xác hơn. Coporio đang xem à? Nay chủ nhật. Cảm ơn bạn. Rất muốn là tranh gỗ Bùi Gia sẽ đặt chân sang Hàn Quốc. Nếu như bạn mà làm được thì bạn là người đầu tiên rất giỏi làm được việc đấy. Cảm ơn bác Bùi Nhân Ái. Cảm ơn bác Phẩm. Hồi em là 27 tuổi, anh trai là 29, chuẩn bị sang tuổi 30. Cũng chẳng phải là tuổi trẻ tài cao, nhưng mà có cái nghề trong tay thì là phải cố gắng để làm thôi ạ. Cố gắng hết sức có thể để tạo ra các cái tác phẩm. Một cái điều mà chia sẻ thêm với quý vị đấy là để tạo được ra một cái tác phẩm quý vị nhìn thấy như này, thì cách đây hơn một tháng chúng tôi đã phải đi mua gỗ về, rồi sau đó mới vẽ ra mẫu rồi sau đó khách duyệt thì mới dán lên trên gỗ. Nên quý vị nhìn thấy ở trên mặt gỗ đây là có rất nhiều các cái mẩu giấy, và sau đó là chúng tôi mới hạ nền chính là phá bỏ đi những cái phần gỗ thừa. Phá cái phần gỗ thừa đi, giữ lại cái phần gỗ chính, rồi sau đó là mới bắt đầu là đục vào các cái nét. Trước khi đục vào nét thì là đục phá, là phá bỏ những cái phần mà ví dụ như là vạt áo, cái chân để tạo nên cái hình hài. Rồi sau đó thì mới bắt đầu là đục vào các cái nét, ví dụ như là có cái khuôn mặt của ông Thọ ở đây, là mai kia là chúng tôi sẽ bắt đầu vào nét và tỉa. Mời quý vị cùng xem thêm các cái đường nét. Nó chưa phải là hoàn thiện, nhưng mà mai kia là sẽ có cái khâu gọi là khâu hoàn thiện sau. Đây là đứa bé. Đây là cô gái bưng cái mâm tiền vàng, tượng trưng cho sự no đủ của cuộc sống, đúng không ạ? Xin chào anh Hùng Ban Tuấn. Anh Hùng Ban Tuấn đến từ Tuyên Quang. Gọi cô gái Tuyên Quang ra giới thiệu. Cảm ơn anh. Hôm nay cô gái Tuyên Quang sẽ không có góc mặt trong video. Hôm nay là chỉ có các vị tiên và tranh gỗ Bùi Gia và người giới thiệu đấy. Cảm ơn anh. Hy vọng là các cái thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp thì sẽ có những cái phần bổ ích để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Và chúng tôi thật sự cảm thấy may mắn và vinh dự khi được đồng hành cùng với quý vị để tạo ra những cái tác phẩm không những là cho đời này xem, mà rất mong muốn là những tác phẩm đó sẽ được lưu giữ và truyền lại cả những cái thế hệ sau. Chúng tôi thành thật cảm ơn, cũng như là chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của buổi cuối tuần đồng hành cùng với tranh gỗ Bùi Gia. Chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ và rất mong được đón tiếp quý vị tại xưởng tranh gỗ Bùi Gia, Sông Ngánh, thôn Ngọc Thang, xã Hồng Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Cảm ơn Yến, không phải là doanh nhân đâu, chỉ là một người lao động thông thường thôi, cố gắng làm việc thôi. Anh Nam Trần, tình đã vụt bay. Nếu được xem tác phẩm này đã hoàn thành chắc chắn là tuyệt đẹp. Vâng, sẽ thời gian tới sau khi làm xong tác phẩm này thì chắc chắn là chúng tôi sẽ có những cái clip hoặc là hình ảnh để chia sẻ thêm với quý vị về tác phẩm đã hoàn thành. Anh Hùng Nghiêm Đinh Hùng ạ, bức tranh này thì giống như là nguồn gốc của cái tiêu đề em đã nói đấy, là nguồn gốc ý nghĩa của các tích tranh. Thì đây chính là cái tích tranh là Tam Đa. Đấy, Tam Đa gọi là Phúc Lộc Thọ đấy, đa phúc, đa lộc và đa thọ đấy. Thì em vừa mới chia sẻ xong cái ý nghĩa và nguồn gốc sự tích của từng người đấy. Tí nữa bác Hùng Nghiêm Đinh Hùng xem lại clip ở trên nhá. Cảm ơn bác.
Cảm ơn gia đình đã dành rất nhiều thời gian và tình cảm với tranh gỗ Bùi Gia. Chắc chắn là với tình cảm như này thì chúng tôi sẽ còn thực hiện rất nhiều các cái clip để giới thiệu thêm về những cái tích tranh khác ở bên tôi, ví dụ như là Bách Tử Đồ, Vạn Mã Hùng Phong, Quan Âm Thăng Long, Tứ Quý Mai Lan Cúc Trúc, hoặc là những cái tích tranh đặc biệt hơn nữa. Xin cảm ơn và trân trọng cảm ơn sự hợp tác của gia đình nhà mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.